Hiệp hội Dịch vụ thuê ngoài chuyên nghiệp quốc tế vừa đưa ra công bố danh sách 100 nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài về phần mềm toàn cầu. Và công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam được vinh danh. Hiệp hội này xếp hạng dựa trên các tiêu chí về quy mô và tốc độ tăng trưởng, chất lượng dịch vụ, các chương trình đổi mới và hoạt động trách nhiệm xã hội. FPT được đánh giá cao ở cả 4 tiêu chí này, đồng thời Hiệp hội cũng xếp hạng công ty này vào nhóm những nhà cung cấp dịch vụ phần mềm có quy mô lớn. Với 25 năm kinh nghiệm trong công nghệ phần mềm và 15 năm trong gia công phần mềm công nghệ thông tin, FPT đang cung cấp nhiều dịch vụ đẳng cấp quốc tế với những công nghệ tiên tiến nhất như di động, đám mây. Và năm 2013, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ phần mềm này đạt doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ với quy mô nhân lực hơn 5.000 người.